Việc tiêm mũi tăng cường sử dụng vaccine của hãng Pfizer có thể làm tăng đáng kể khả năng chống chọi với biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2, dù hiệu quả phòng vệ không cao bằng khi chống trả biến thể Delta. Đây là kết quả một nghiên cứu sơ bộ vừa được các nhà nghiên cứu tại Israel công bố hôm qua, tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn thực hiện. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Sheba của Israel đã lấy mẫu máu của 40 nhân viên y tế, trong đó 20 người được tiêm mũi tăng cường cách đây 1 tháng và 20 người tiêm mũi thứ hai cách đây 5 đến 6 tháng. Kết quả cho thấy, kháng thể của những người chỉ tiêm 2 mũi không thể chống trả biến thể Omicron, trong khi những người tiêm đủ 3 mũi có khả năng tạo kháng thể đối với Omicron, dù hiệu quả phòng vệ thấp hơn 4 lần so với biến thể Delta. Tuy nhiên, đây mới là nghiên cứu sơ bộ và nhóm chuyên gia vẫn chưa rõ khả năng miễn dịch của những người tiêm 2 mũi trong thời gian gần đây với biến thể mới.